mọi người, lại là tôi, Ngọc Vũ Official đây. Mọi người chắc chắn là đang hóng cái vlog này của tôi lắm rồi đúng không? Và đây là vlog sinh nhật của tôi, sinh nhật lần thứ 28. À, mà 28 tuổi là phải tính cả tuổi mụ đấy nha. Sinh nhật thì chắc chắn không thể thiếu một bộ ảnh thật lung linh rồi đúng không nào? Concept sinh nhật của tôi chọn cho năm nay là một concept sang chảnh và có một chút kiêu sa. Cả mặt và tính cách thì đều quê một cục ra. Thế nhưng mà gu thì lại thích sang chảnh tiểu thư. Lạ thật đấy. Nhưng mà tôi chọn được chỗ chụp khá là ưng nha. Từ làm tóc cho đến make up hay là chụp chỉ các tạo dáng các thứ. Nói chung là rất ưng. Cái phần chụp ảnh thì đã khoe xong rồi. Bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe những cái điều bất ngờ trong sinh nhật lần thứ 28 tuổi của tôi. Rất là thú vị nha mọi người. Đây 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 đây. Đây là ba đứa em của tôi. Tên là Tuyến, Tuyền na. À mà tên thật của nó là Ngọc Anh đấy mọi người ạ. Ba đứa thì ít tuổi lắm, bằng tuổi em trai ruột của tôi thôi. Nên là lúc nào trong mắt tôi ấy, nó cũng là cái đứa trẻ con vụng về, không biết làm cái gì cả. Tôi là một người rất thích sự bất ngờ, nên là sinh nhật của các em nó cũng bị tôi làm bất ngờ dữ lắm nha. Ai mà chưa xem video á, vào trong kênh của tôi tìm lại mà xem. Trời ơi, ba con vịt rời. À, có thêm anh Vinh Gấu nữa là bốn. Anh Vinh Gấu thì làm ở bộ phận kỹ thuật, thi thoảng thì đóng mấy cái vai tham ăn ở trên kênh Gãy TV và Gãy Media ấy. Không biết là mọi người có nhớ không? Thật sự là rất cảm động luôn mọi người ạ. 2 giờ sáng và nhiệt độ là 13 độ C. Ba đứa em của tôi cùng với anh Vinh Gấu chịu cái lạnh buốt người để tạo cho tôi sự bất ngờ trong dịp sinh nhật 28 tuổi. À, mà chắc hẳn là mọi người sẽ thắc mắc là tại sao lại tổ chức vào lúc 2 giờ sáng mà không phải 12 giờ đúng không? Vì sinh nhật của mấy đứa nó thì mình đều tạo bất ngờ vào lúc 12 giờ rồi. Nên là chúng nó bảo bọn em làm cho khác đi một chút. Đợi qua 12 giờ, chị không thấy bọn em chúc mừng sinh nhật chị sẽ buồn một xíu. Xong rồi, 2 giờ sáng chị ngủ rồi, bọn em mới gọi chị dậy để tạo cho chị bất ngờ. Như thế thì chị sẽ vui hơn. Đấy, mọi người thấy á, chúng nó tinh tế chưa? Tầm này là đang đi gõ cửa phòng tôi đây này. Khổ thân, lạnh, mặt đỏ hết cả lên rồi. Mọi người mà muốn xem bản full ý, thì mọi người lên kênh vlog của anh Vinh Gấu Không Có Official để xem bản full đầy đủ từ đoạn mua quà cho đến chuẩn bị sinh nhật nha. Lạnh vai và người ấm hẳn luôn. Thật sự thì nói về cảm xúc của tôi thì nó khó diễn tả bằng lời lắm mọi người ạ. Vừa xúc động nhưng mà cũng thương mọi người nữa. Không chăm được nến. Chẳng biết nói gì hơn. Từ tận sâu trong đáy lòng mình, chỉ biết gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến mọi người thôi. Cảm ơn mọi người vì đã luôn yêu thương và bên cạnh chị. Chúng mình sẽ mãi như vậy nha. Anh thì bé tí mà cái nến to mãi bảo bọn nó rồi. Cuối cùng đấy nặng lên hết rồi. À, một điều bất ngờ nữa chị thương. Phải ngồi ở dưới, xuống dưới đầu trái tim đi, xuống dưới đầu trái tim đi. Xuống dưới đầu trái tim đi. Đèn của anh ấy. Happy birthday to you. Không biết nhận cô bé vô đâu.
cái châm sáng đâu, châm lái đâu? Rồi, bánh này còn ăn cái gì? Ăn được hết đi, ước xong thổi nến, ước xong thổi nến. Đấy. Thạch 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 thạch. Em định mua hết mặt nạ thôi, nhưng mà chị nhiều mặt nạ. Mặt nạ. Xong trước vào một cái loại đúng mặt nạ. Đây, bảo quản với em, bảo quản với em. Bọn này đâu? Các chị ngủ chưa? Ngủ rồi. Tôi đang ngủ nhưng gõ cửa luôn chứ. Tại sao nữa trong đó? Một cái gì nữa? Son. Em biết rồi, thấy nó chọc cái cổ rồi. Chọc cổ để son giữ môi. Một lọ tao môi đến sao nhé. Đây quà của anh. Chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật ta. Tôi giữ vi con viên giống đây lúc đầu chị tưởng là quá là xoay đèn mặt chị bỏ quá lắm hay đây. Thế nào, cái này quà có nhất tích thực của đối chị. Ai trời ơi, bọn này chứng tỏ bọn này tầm ngầm thì nó khó ra. Hôm tôi bảo là tôi thích uống cái bọn này, trời ơi, bọn này chứng tỏ là như bị bọn đấy thế, từ là cái xe của tôi được đấy. Bóc quà của anh đi. Đây, kính. Đây. Quà của anh đi cũng rất thiết thực đấy. Mới mua thêm 3 tiền cái. Lãng phí thế này. Lãng phí thế này. Lãng phí thế này. Thế mới thế, xin cảm ơn bạn cho đợi chú. Đúng rồi, tôi nhận được chứ. Ây, sao mát nha. Mát. Có bị tặng luôn. Ừ, cái AirPod à? Mở ra. Đấy, cái AirPod. Nó. Phải lấy phần mắt là người nói như mình nghe. Chắc là đầu mấy con dài thì tôi vẫn. Ừ, nó tư vấn. Mà thầy một túi hai chuyện phải báo kỹ quá. Anh gấu. Anh gấu. Không official. Không official. Đây là chiếc máy sóng mà tôi được tặng mà tôi không thể quay video riêng để khoe được, mọi người không đọc hết rồi. Mọi người xem vào vlog của anh gấu nha. Nhưng mà lúc đó bạn này trông gần hết nến tỏi phép nhỉ. Vẫn ý tưởng hay nhỉ? Nhưng mình không biết trang trí xe ô tô đâu nhé. Nhưng mà đăng ký này ok rồi nhé. Bất ngờ quá. Bây giờ khối không tắt. Cô để đây cho sáng sủa rồi anh nói. Chạy tóc em. Còn đây là bữa tiệc sinh nhật ấm cúng bên vợ chồng chị gái và hai cháu của tôi ở dưới Hà Nội. Chị tên là Mai Anh, tuy không phải là chị gái ruột đâu, nhưng mà còn yêu thương nhau hơn cả ruột thịt luôn ấy. Nhưng mà thật sự là không thể ngờ được chị lại tặng cho tôi một món quà lớn và đầy sự bất ngờ như thế. Yêu chị và mọi người rất nhiều. Đây.
đây là bữa tiệc sinh nhật bên những người bạn làm cùng mình ở Gãy TV nè. Cả nhà ơi! 2, 3! Chúc! 2, 3! Chúc! 2, 3! Chúc mừng sinh nhật Ngọc! Và cuối cùng là bữa tiệc sinh nhật đầy bất ổn của hội chị em giảm cân cùng nhau tổ chức cho mình. Tuy là nói giảm cân nhưng mà hình như là chưa ai giảm được cân nào cả. Ở vlog này thì tôi chúc cho tất cả chị em chúng mình sẽ sớm giảm được cân thôi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật. Em cứ bảo chúng mình hai đứa đi ăn cơm cùng nhau ấy.